Tam quốc diễn nghĩa, Trường Giang cuồn cuộn chảy về đông, sóng dập dồn đại hết anh hùng, được thua phải trái thoát thành không, non xanh nguyên vẹn cũ, mấy đồ bóng tà hồng. Bạn đầu bạc ngư tiều trên bãi, mảnh trăng thanh gió mát vui chơi, gặp nhau hồ rượu đầy dơi, xưa nay bao nhiêu việc phó mạch cuộc nói cười. Hồi 58, Ngô Tôn Quyền ngồi lĩnh Giang Đông. Tả Hữu vội vàng vượt sách vào buồng trong, một lúc sau mới tỉnh dậy. Ngô Thái Phu Nhân lại thăm, bảo sách còn giết quan thần tiên cho nên có dạ này. Sách cười đáp: từ thổ nhỏ đến giờ con theo cha đi đánh giặc, giết người như cắt gai, còn chưa thấy ai oán bao giờ. Này giết yêu nhân chính là để trừ giả lớn, đâu nó lại làm hại được con. Phu nhân nói: bởi con không chịu tin nên mới sinh ra như thế, nên cúng lễ thì khỏi. Sách đáp: mệnh con tại trời, yêu nhân không biết làm gì được, sao lại phải cúng lễ. Phu nhân biết là khuyên mà sách cũng không tin, cứ sai Tạ Hữu lập đàn cúng lễ. Canh hai đêm hôm ấy, Tôn Sách đang nằm ở trong nhà trong, cơn gió lạnh bỗng nổi lên, ngọn đèn lập lòe sáng rồi lại tối, dưới bóng đèn thấp thoáng, Sách thấy Phu Cát đứng ngay đầu giường. Sách quát: tao suốt đời đã thề giết quân yêu ma để uyên thiên hạ, mày đã là ma sao dám đến gần ta. Sách cầm gươm ở đầu giường quăng ra thì chẳng thấy gì nữa. Ngô Thái Phu Nhân biết chuyện lại thêm lo buồn. Tôn Sách tuy bệnh nặng phải gượng đứng dậy đi lại để yên lòng mẹ. Ngô Thái Phu Nhân bảo Sách: đức thánh ngày xưa nói đức quỷ thần thịnh lắm, lại có câu cầu khẩn thần thánh trên trời dưới đất, việc quỷ thần không thể không tin, con đã giết quan du tiên sinh nên mới báo ứng ra thế. Nay mẹ đã sai người làm chay ở miếu Ngọc Thanh trên quận, con nên thân hành đến lễ, tự nhiên sẽ khỏi bệnh. Sách không dám trái lời mẹ, phải miễn cưỡng lên kiệu ra miếu Ngọc Thanh. Đạo sĩ đón vào mời Sách thắp hương. Sách đốt hương nhưng không lễ tạ. Bỗng nhiên trong lưu hương khói bốc lên không tỏa, kết thành một cái tán. Ở trên thấy Vua Cát ngồi chiếm trễ, Tôn Sách vừa giận vừa mắng rồi chạy ra. Thấy ngay Vua Cát đứng ở giữa cung điện, trừng mắt nhìn Tôn Sách. Sách ngoảnh lại hỏi Tả Hữu: các ngươi có trông thấy gì không? Tả Hữu nói không thấy gì cả. Sách càng giận, rút gươm phắm vào chỗ Vua Cát đứng. Một người bị trúng ngã quay ra, mọi người nhìn kỹ thì là tên lính đã chém Vua Cát hôm trước nên bị gươm đâm vào đầu, bảy khiếu chảy máu mà chết. Tôn Sách sai đem đi chôn. Đến khi ra cửa miếu lại thấy Vua Cát ở ngoài chạy vào. Tôn Sách nói: miếu này cũng là chỗ yêu tinh ẩn nấp. Rồi ngồi ngay trước cửa quán, sai 500 võ sĩ phá đi. Võ sĩ dở ngói vừa trèo lên thì thấy ngay Vua Cát ngồi trên nóc nhà, rút ngói ném xuống đất. Sách giận quá truyền lệnh đuổi các đạo sĩ ra ngoài rồi đem lửa đốt miếu. Lại thấy Vua Cát đứng trong ngọn lửa, Sách tức lắm. Trở về phủ lại thấy Vua Cát đứng ngay trước cửa phủ. Sách không vào phủ nữa, điểm ngay 3 quân ra ngoài thành đóng trại, cho gọi các tướng đến bàn, muốn khởi binh đi giúp Viên Thiệu để đánh Tào Tháo cả hai mặt. Các tướng can: chúa công Ngọc Thể còn yếu cho nên khinh động, xin đợi khi nào khỏe hẳn cất quân cũng chưa muộn. Đêm hôm ấy Tôn Sách ngủ trong trại, bỗng thấy Vua Cát xõa tóc đi vào. Sách chửi mắng không dứt miệng. Hôm sau Ngô Thái Phu Nhân cho gọi Tôn Sách về phủ. Sách phải về. Phu Nhân thấy Sách hình dong tiều tụy, khóc nói: con đã thất sắc đi rồi. Sách lấy gương soi, quả nhiên thấy hình dong đã 10 phần xuất hẳn, bất giác kinh sợ hỏi Tả Hữu: sao ta tiều tụy đến thế này? Nói chưa dứt lời chợt thấy Vua Cát đứng ở trong gương. Sách đập ngay gương, thấy tô một tiếng, vết đau ở chỗ bị thương vỡ ra. Sách ngã xuống đất bất tỉnh. Thái Phu Nhân xây vượt Sách vào giường nằm. Được một lát Sách lại tỉnh dậy than rằng: ta không sống được nữa. Rồi cho đội bọn Trương Lưu và em là Tôn Quyền đến trước giường nằm, dặn dò: thiên hạ đang loạn, dùng dân chúng Ngô diệt ta ở, giữ vững nơi hiểm yếu của ba con sông, có thể làm việc lớn được. Lũ Tử Bố cố hết lòng giúp em ta. Sách lấy ấn thụ trao cho Tôn Quyền và dặn: cất quân Giang Đông quyết được thua giữa trận ta và trận địch, tranh hùng cùng thiên hạ thì em không bằng anh, nhưng cất người hiền, dùng người tài, khiến ai cũng hết sức giữ đất Giang Đông thì anh không bằng em được. Em nên nghĩ đến cơ nghiệp của cha anh đã khó nhọc mới gây dựng nên, tự lo liệu cho khéo. Tôn Quyền khóc thương lại nhận ấn thụ. Sách lại nói với mẹ: số con đã hết, không thể thờ phụng mẹ nữa, con đã giao ấn thụ cho em Quyền, xin nhờ mẹ sớm chiều dạy bảo những người cũ của cha không nên khinh đãi. Phu Nhân khóc nói: sợ em con còn bé
không đương nổi việc lớn thì làm thế nào? Sách nói, tại em con gấp 10 con, có thể gánh vác việc lớn. Về sau, nếu có việc trong không quyết thì hỏi Trương Chiêu, việc ngoài không quyết thì hỏi Chu Du. Tiếc thầy, Chu Du không còn ở đây để con dặn dò trước mặt. Sách lại gọi các em đến dặn, sau khi anh chết, các em phải hết sức giúp Trọng Mưu. Trong tôn tộc, người nào dám có ý khác, các người cứ giết đi. Trong anh em cốt nhục, người nào dám làm điều loạn nghịch, khi chết không được tán vào đất mộ tổ. Các em đều khóc vâng lời dạy. Sách lại gọi vợ là Kiều Phu Nhân vào bảo, ta cùng nàng chẳng may giữa đường phân ly, nàng nên hết lòng phụ dưỡng mẹ ta, nên mời em này có giàu không, nên nhờ nó giúp Chu Lan hết lòng giúp em ta, chứ phụ cái tình tương tri từ trước. Nói xong nhắm mắt chết, đời sau có thơ khen, một tay gây dựng cõi Đông Phương, ai cũng khen là tiểu bá vương. Thủ hiểm vững như hình hổ cứ, quyết cơ nhanh tựa thế ân dương. Ba sông phẳng lặng oai hùng dũng, bốn bể vang lừng tiếng vẽ vang. Việc lớn chẳng dò khi nhắm mắt, một lòng gắn bó kỵ Chu Lan. Tôn Sách chết rồi, Tôn Quyền khóc phục xuống trước giường. Trương Chiêu đến khuyên giải, nói, bây giờ không phải là lúc tướng quân khóc, một mặt nên sửa sang việc tống tán, một mặt nên trông coi việc quân việc nước. Quyền cố cầm nước mắt lại. Trương Chiêu sai Tôn Tĩnh lo việc tang, mời Tôn Quyền ra công đường để các quan văn võ vào lạy mừng. Tôn Quyền người cầm vuông, miệng lớn, mắt biết, râu tía. Khi trước sứ nhà Hán là Lưu Yển vào nước Ngô, trông thấy mấy anh em nhà họ Tôn có nói chuyện với người khác. Ta xem tướng cả mấy anh em họ Tôn, tuy rằng người nào cũng có tài khí, cũng giỏi giang khác thường, nhưng đều hưởng lộc không được bền. Duy chỉ có Tôn Quyền hình dung kỳ dĩ, có cách dị thường, thật là tướng đại quý. Giả lại hưởng được cao thọ, các anh em không người nào bằng. Bây giờ Tôn Quyền chịu mệnh anh coi giữ Giang Đông, một việc sửa sang chưa xong, có người báo, giả bóng Chu Du từ Ba Khâu đã đem quân về. Tôn Quyền mừng nói, Tôn Cẩn đã về, ta không lo chi nữa. Nguyên Chu Du đóng giữ Ba Khâu, nghe tin Tôn Sách mắc bệnh, vội vàng trở về hỏi thăm, đi đến gần Ngộ Quận. Dù nghe tin Sách đã chết, cho nên đi suốt ngày đêm về chịu tang. Về đến nơi, Chu Du khóc lạy trước linh cữu. Ngô Thái phu nhân ra gặp, đem lời di chúc của Tôn Sách bảo lại Chu Du. Du lạy xuống đất nói, tôi xin đem hết sức khuyển mã để đền đáp cho đến khi tôi chết mới thôi. Một lát Tôn Quyền vào, Chu Du bái kiến xong, Tôn Quyền nói, xin ông chớ quên những lời anh tôi dặn. Du đập đầu xuống đất, thưa, tôi nguyện đem gan óc lạy đất để báo lại ân tri kỷ. Quyền nói, nay tôi nối nghiệp cha, nên có mua cái gì để giữ vững? Du thưa, xưa nay được người hiền giúp thì nước thịnh, mất người hiền thì nước mất. Chúa con nên cầu người cao minh diễn kiến để làm phụ tá, thì Giang Đông sao chẳng vững bền. Quyền nói, anh tôi có dặn, phạm việc trong thì nhờ tử bố, còn việc ngoài nhờ Công Cẩn. Du nói, tử bố là người hiền đạt, có thể đương nổi việc lớn, còn tôi bất tài, sợ phủ mất lòng tin cậy, nay xin tiến một người để giúp chúa công. Quyền hỏi, người nào? Du nói, người ấy họ Lỗ tên Túc, tự là Tử Kính, người ở Đông Xuyên, quận Long Hoài. Người ấy có nhiều thao lược cơ mưu, mất cha từ thuở nhỏ, thờ mẹ rất hiếu, nhà rất giàu, thường đem củ cải giúp kẻ khốn khó. Khi tôi ở Cự Sào, đem mấy trăm người đi qua Long Hoài, nhân thiếu lương ăn, nghe nhà Túc có hai dựa thóc, mỗi dựa 3.000 hộc, tôi đến cầu giúp. Túc đem ngay một dựa ra cho, người ấy tính thật khẳng khái. Ngày thường, Túc ham thích múa gươm, cưỡi ngựa, bắn cung. Nay ở khúc A, vì ba mất, Túc về làm tang lễ ở Đông Thành. Đến đó, có một người bạn là Lỗ Tử Dương muốn rủ Túc sang Sào Hồ theo trịnh bảo. Túc còn ngần ngừ chưa đi, chúa công nên sai người mời ngay đi. Tôn Quyền mừng lắm, sai ngay Chu Du đi đón Lỗ Túc. Chu Du đến nơi, chào hỏi xong, nói rõ lòng quý mến của Tôn Quyền. Túc nói, Tử Dương rủ sang Sào Hồ, tôi đang định đi. Du nói, ngày xưa Mã Diện nói với Quan Vũ rằng, đời này không những là vua chọn bầy tôi cũng phải chọn vua. Nay Tôn tướng quân thân người hiền, kính kẻ sĩ, dùng người kỳ lạ, ông không nên tìm nơi khác, chỉ nên cùng tôi sang giúp Đông Ngô là phải. Túc theo lời cùng Chu Du đến ý kiến Tôn Quyền. Tôn Quyền rất kính trọng, cùng Túc đàm luận suốt ngày không chán. Một hôm các quan về, Quyền mời Túc ở lại uống rượu. Đến tối nằm cùng giường, gác chân lên nhau. Nửa đêm Quyền hỏi Túc, nay nhà Hán suy yếu, bốn phương rối loạn, ta nói nghiệp cha anh muốn làm việc hoàng gian, ông có mưu kế gì để dạy bảo ta không? Túc nói, xưa cao tổ nhà Hán muốn tôn nghĩa đế mà không làm được, là vì Hạng Vũ làm trở ngại.
đây Tào Tháo cũng giống như Hạng Vũ, tướng quân làm thế nào được gì Hoàng Văn? Tôi nghĩ nhà Hán không thể phục hưng, Tào Tháo không thể trừ được. Tướng quân chỉ nên giữ Giang Đông để xem những sự biến cố trong thiên hạ. Nay nhân phương Bắc lắm việc, hãy trừ Hoàng Tổ, đánh Lưu Biểu, lấy hết các miền quanh Trường Giang, dựng Hiểu Đế Dương để tính việc lớn. Đó là sự nghiệp Hán Cao Tổ. Tố Quyền mừng lắm, mặc áo đứng dậy tạ ơn. Hôm sau Quyền hậu tặng Lỗ Túc và đưa những thứ áo chăn màn giúp mẹ Túc. Túc lại đem một người nữa vào ý kiến Tôn Quyền. Người ấy họ là Gia Cát, tên là Cẩn, tự là Tử Du, học rộng tài cao, thờ mẹ Hiếu. Sa Cát Cẩn vốn là người Nam Dương, quận Lan Gia, Tôn Quyền đã làm khách quý. Cẩn khuyên Tôn Quyền đừng kết hiếu với Viên Thiệu và hãy theo Tào Tháo, rồi đợi lúc nào có cơ hội tốt sẽ tính toán sau. Tôn Quyền nghe lời, cho Trần Chấn về gửi thư khước từ Viên Thiệu. Mấy giờ Tào Tháo nghe tin Tôn Sách đã chết, muốn đem binh đi lấy Giang Nam, thì ngự sử là Trương Hoành can: nhân người ta có tan mà đánh, không phải là diệt nghĩa. Nếu đánh không được, tức là bỏ hòa hiếu mà gây oán thù, không bằng những dịp này mà đối đãi tử tế với người ta. Tháo nghe lời, Tâu xin phong cho Tôn Quyền lập tướng quân, lĩnh chức thái thú ở Cối Kê, cho Trương Hoành ra làm đô úy ở Cối Kê, đem ấn về Giang Đông giao cho Tôn Quyền. Tôn Quyền mừng lắm, lại được Trương Hoành trở về Ngô, bèn sai cùng Trương Chiêu trong cuộc chính sự. Trương Hoành lại tiến một người nữa, họ Cố tên Ung, tự là Nguyên Thản, nguyên là học trò Sái Ung ngày xưa. Cố Ung người ít nói, không uống rượu, nghiêm nghị chính trực, Quyền cho Ung làm quan thừa coi việc thái thú. Từ đó Tôn Quyền quay khắp cả đất Giang Đông, rất được lòng dân. Trong khi ấy thì Trần Chấn trở về ra mắt Viên Thiệu, kể lại Tôn Sách đã mất, Tôn Quyền nối nghiệp, Tháo phong cho Quyền là tướng quân, kết Ngô là ngoại ứng. Viên Thiệu nổi giận, lập tức khởi cả quân mã ký, thanh u tinh, cả thảy hơn 70 vạn đi đánh Hứa Xương. Thế là binh cách Giang Nam vừa tạm nghỉ, Can Qua ký Bắc lại bừng lên. Chưa biết Viên Thiệu phen này được thua thế nào, xem đến hồi sau sẽ phân giải.